Trọng kính Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Trọng kính Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Rạng Sơn. Trọng kính Đức cha Mario Yamanuchi, Giám mục Giáo phận Santama, Nhật Bản. Kính thưa cha đại địa diện Giám mục miền Hưng Yên, cha Giám đốc Đại chủng viện, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý bác sĩ, quý khách, các tình nguyện viên, sinh viên và tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Đến hẹn lại tới, vào mỗi dịp đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, Tòa Giám mục Thái Bình dưới sự hướng dẫn của Đức cha Phêrô lại tổ chức những ngày hạnh ngộ dành riêng cho những người đặc biệt của Chúa. Đã 18 năm trôi qua, kể từ ngày hội ngộ đầu tiên năm 2001 từ An Dương, Xuân Đỉnh, Hà Nội đổi về Thái Bình. Năm nay là năm thứ 10 tổ chức tại Thái Bình, với số lượng tham dự viên lên tới hơn 5.500 anh chị em đặc biệt của Chúa và gần 1.000 tình nguyện viên, sinh viên, y bác sĩ và những người phục vụ từ khắp vùng miền không phân biệt tôn giáo. Đại hội năm nay là dịp thuận tiện hơn nữa để anh chị em có cùng cảnh ngộ, được bày tỏ niềm vui chia sẻ và động viên khích lệ lẫn nhau, cùng vươn lên trong cuộc sống. Để có được những ngày đầy hạnh phúc như hôm nay là bao công lao vất vả trong các khâu tổ chức, những hy sinh công của từ các ân nhân và sự động viên khích lệ hay những lời cầu nguyện âm thầm của rất nhiều người. Cho đó, chúng con đã nhận được những món quà về tinh thần qua lời cầu nguyện, qua lời chia sẻ trong các bài giảng của quý đức cha, quý cha, qua các bài thuyết trình viên, qua sự phục vụ yêu thương. Chúng con cũng nhận được những món quà vật chất, đó là những phần quà thuốc men, những phần quà tại các siêu thị đổi quà, các phần quà chung, các phần quà của những giải vé số thể thao, các phần quà lì xì tuổi mới, mừng tuổi mới trước của Đức cha, các phần quà tiền xe di chuyển, đặc biệt là những bữa ăn rất ngon lành. Vì vậy, thay lời cho tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, chúng con xin được bày tỏ tấm lòng tri ân tới quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý bác sĩ, tình nguyện viên, sinh viên, quý ân nhân và tất cả mọi người. Trước hết, chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đấng mà mọi người vẫn gọi là ông trời hay thượng đế, đã luôn quan phòng để những mảnh đời tưởng chừng kém may mắn lại có được niềm vui gặp gỡ, chia sẻ tràn đầy hạnh phúc qua sự quan tâm yêu thương của quý đấng bậc, các nhà hảo tâm và tất cả mọi người. Chúng con xin thành tâm tri ân Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, dù ở đâu hay cương vị nào, từ khi còn là linh mục và trở thành giám mục, Đức cha vẫn luôn dành cho những người đặc biệt của Chúa tình yêu thương đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc. Chính Đức cha là vị sáng lập, hướng dẫn và đồng hành không chỉ qua những các lần hội ngộ mà qua những lời cầu nguyện và sự quan tâm đặc biệt. Sự quan tâm và tình yêu thương của Đức cha đã tạo cho những người kém may mắn có được không gian tỏ bày những ưu tư, trăn trở, những chia sẻ cảm xúc và sự cảm thông giữa những người cùng cảnh ngộ. Nhiều tâm hồn vỡ vụn vì thất vọng đã tìm lại được niềm vui, tin vào bản thân, tin vào cuộc đời. Chúng con xin chân thành tri ân Đức cha. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, từ miền Sơn Cước xa xôi, Đức cha đã hiện diện, đồng hành với chúng con trong dịp hạnh ngộ này, đã cầu nguyện, đã chia sẻ những lời tâm tình cho chúng con trong thánh lễ hôm nay. Sự gần gũi, thân tình và hiền hậu nơi Đức cha là bài học cao quý cho chúng con về tình tương thân tương ái.
Chúng con xin cảm ơn Đức cha Mario Yamanuchi, Giám mục Giáo phận Saitama, Nhật Bản. Sự hiện diện đầy chân quý của Đức cha nói lên tình hiệp thông vượt ngàn trùng dương. Đức cha đã mang đến cho chúng con hơi ấm của tình người từ đất nước mặt trời mọc. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức cha. Chúng con xin cảm ơn cha đại diện Giám mục miền Hưng Yên, cha Giám đốc Đại chủng viện, quý cha quản hạt, quý cha trong ngoài giáo phận, quý thầy, quý tu sĩ thuộc các đơn vị dòng tu trong và ngoài giáo phận, các trưởng đoàn, các anh chị em tình nguyện viên, các bạn sinh viên, tất cả mọi người những ngày qua đã hy sinh vất vả trong công việc chuẩn bị, đã ân cần tiếp đón, đồng hành và tận tình chu đáo trong những ngày qua. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị y bác sĩ trong và ngoài nước, từ miền Nam, Hà Nội, Thái Bình, từ Hàn Quốc, Mỹ Quốc xa xôi, đã dành cho các anh chị em khuyết tật những tình cảm thật thiêng liêng cao quý. Chính tấm lòng của quý vị đã xóa đi những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ. Chúng tôi cảm nghiệm được sự gần gũi thân thương ấy qua việc khám chữa bệnh ân cần chu đáo của quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm và sự hiện diện đầy trân quý của quý ân nhân, ông Tổng Giám đốc Công ty Thức ăn Chăn nuôi Công CB Việt Nam, Hội Ayanazazo, Bệnh viện Quốc tế Saint Maria Incheon, Hàn Quốc, quý ân nhân xa gần. Chúng tôi xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt thành của quý vị trong Ban Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Chính tòa, Giáo sứ Sa Cát, Hội lòng Thương xót, Hội Con Đức Mẹ, Ca đoàn Coretini Hà Nội, các ban ngành đoàn hội, ẩm thực, âm thanh, ánh sáng, truyền thông, v.v. và tất cả mọi người đã cộng tác trong việc tổ chức hai ngày hội ngộ hôm nay. Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo chính quyền, các ban ngành của tỉnh, thành phố Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình và phường Lê Hồng Phong đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức đại hội này và đã giúp đỡ chúng tôi trong việc bảo vệ an ninh trật tự. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện và lời cầu nguyện của mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện hôm nay. Cuối cùng, thay lời cho quý đứng bậc và ban tổ chức, xin dành lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới các anh chị em tham dự viên là những người đặc biệt của Chúa hôm nay. Chính anh chị em đã cho chúng tôi được cơ hội phục vụ, cảm thông và chia sẻ. Sự hiện diện của anh chị em, dù xa xôi vất vả, khó khăn trong việc di chuyển, là bài học cho chúng tôi về sự kiên trì, khiêm nhường và vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta hãy cảm ơn nhau về sự hiện diện, hiệp thông, liên đới và chia sẻ này. Chúng con cũng xin cảm ơn quý đứng bậc, quý khách và anh chị em tham dự viên, thứ lỗi cho những thiếu sót không thể tránh khỏi trong quá trình tổ chức đại hội lần này. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý vị và kính chúc quý cha, quý Đức cha, quý cha, quý vị một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới khang an thịnh vượng. Hẹn gặp lại năm 2020. Chúng con xin cảm ơn.